Rồi, xin chào anh chị các bạn trở lại với channel Hồ Sơ. Hôm nay em quay mẫu bán tải rất là mới, giá tiền hợp lý. Đây là phiên bản một cầu số tự động GLX của dòng Mitsubishi Triton nhé. Triton mới ra mắt hôm vừa rồi ạ. 3 phiên bản cho các bác. Số tự động 2 cầu và 2 bản số động 1 cầu, một bản cao cấp, một bản với mức giá tiền vừa phải GLX này. Em quay trước mặt anh chị đây. Thì cụ thể giá của 3 phiên bản thì bản cao cấp nhất, bản 2 cầu sẽ là 924 triệu đồng. Bản 1 cầu số tự động thì mềm hơn một chút, 782 triệu. Còn mềm hẳn như bản GLX này, bản thấp thì mình sẽ có mức giá là 655 triệu đồng. Hiện tại thì với cả 3 phiên bản nhé các bác nhé, toàn quốc thì đang được khuyến mại 50% lệ phí trước bạ, tặng kèm với 6 lần thay dầu, lọc dầu, và bên em tặng thêm 1 năm bảo hiểm thân vỏ, cũng như là một chút phụ kiện theo xe. Lưu ý với các bác là như này ạ. Bây giờ mình đang được giảm thuế trước bạ đúng không ạ? Bán tải thì mình chỉ có dòng Ford Ranger là lắp ráp trong nước thôi. Triton hay Hilux là mình vẫn là nhập nguyên chiếc từ Thái Lan, cho nên là cái mức đóng phí ấy, nó sẽ là 6% thay vì 3% so với các hãng khác. Ví dụ như dòng này đang là 650 triệu đúng không ạ? Các bác đóng 6% đâu đó vào khoảng hơn 40 một chút, thì các bác được giảm 20 triệu tiền mặt. Tức là mẫu này em đang bán đâu đó nó chỉ dao động vào khoảng 635 triệu đồng. Các bác đăng ký đăng kiểm, lăn bánh nó sẽ dao động vào khoảng tầm 670, 680 nhé. Đó, thật ra thì đây là một mẫu bán tải cũng rất là hợp lý, mới ra mắt. Ngày xưa ấy, thì cái bản một cầu số động của bên Triton này cũng bán rất là nhiều cho các bác công ty mua về để cày cuốc, chở tải. Mức giá vừa phải, nó hiệu năng, cái công năng sử dụng và cái khối lượng tải nó cũng rất là tốt, 707 cân theo hãng công bố nhé. Thì các bác trả góp mẫu xe này, các bác chuẩn bị giúp em từ 20 đến 25% giá trị xe, tức là đâu đó vào khoảng từ 200 đến 250 là mình có thể lăn bánh cái mẫu Triton một cầu số động bản GLX này rồi. Thì em sẽ quay review nhanh cái bản GLX này. So với bản 2 cầu thì đây là bản thấp nhất. Bản thấp nhất thì tất nhiên rồi các bác sẽ thiếu một chút về cái tính năng công nghệ hay là thiết kế nội thất, độ tiện nghi nội thất đúng không ạ? Rồi, đèn thì mình vẫn có đèn định vị ban ngày này, đèn bóng chiếu xa gần là đèn halogen thôi. Tuy nhiên thì mình có trang bị đèn sương mù. Ở đây cũng là một điểm khá là ok rồi. Các bác có sẵn khoang, có sẵn đèn, thích thì mình có thể độ thêm và bi led thôi. Đấy. Nó sẽ không có cảm biến trước sau nhé. Không có cam 360. Cái mặt này cũng sẽ là mặt nhựa thôi. Đấy, động cơ thì trên phiên bản này là dùng động cơ Mivec 2.4 turbo đơn, hơn 180 mã lực. Và nó là cũng rất là ok cho các bác. Đây, em đi qua ngoại thất rồi sẽ sâu cho bác động cơ nhé. Mâm, mâm 16, lốp dày. Các bác đi thì nó có thể là không quá đẹp nhưng mà đảm bảo về độ êm, giống như trên Ranger GLX thôi đúng không ạ? Gương chiếu hậu mạ chrome rồi, tích hợp đèn xi nhan, tay nắm cửa cũng mạ chrome luôn các bác, đỡ một khoản về bọc, bọc lên xuống được trang bị luôn. Ngoài ra thì chắc chắn rồi, Triton thì lúc nào em cũng sẽ dành lời khen cho hãng là trang bị luôn một bộ lót thùng cao su. Thùng này thì kích thước tốt hơn. Đây có luôn cả cam lùi nhé, có khóa nhé. Thì mình có một bộ lót thùng, chưa có tuy thủy lực. Rồi, đây là khoang động cơ của mẫu Triton bản GLX nhá. Phải nói là xe nhập khẩu nó vẫn có một cái gì đó rất khác. Các bác nhìn qua này thì mình có thể thấy không ạ? Cái nắp này của nó cực kỳ nặng luôn. Nó nặng hơn khá một số dòng mà em hay nâng rồi đấy. Đây, mình có thể thấy chi tiết hoàn thiện của mẫu xe này hay là cái động cơ. Phải nói là bản mới này các bác đi thì cũng mới mua thôi, cũng mới ra mắt được vài ngày thôi, chưa biết nó sau này nó vận hành bền bỉ như là mẫu xe cũ không. Nhưng mà nhìn nhanh về cái thiết kế hay là turbo thì cũng thấy khá là ok rồi. 2.4 Mivec, công suất cũng rất là lớn ạ, hơn 180 mã. Mình được miễn phí 6 lần thay dầu và thay lọc gió. Nếu mà các bác đặt booking trước thì bọn em có được miễn phí đến 5 năm cơ. Nhưng mà cái thời điểm này nó qua mất rồi. Đâu đó chưa đến 700 triệu lăn bánh nữa các bác. Giá bán chỉ hơn 630 một chút thôi. Vẫn đầy đủ khuyến mại, đầy đủ giảm giá. Đấy, mình có nhu cầu thì cứ alo trực tiếp cho bên em nhé. Rồi mình vào khoang nội thất đi. Đây là khoang nội thất của Triton GLX. Thì chắc chắn rồi, với phiên bản vừa phải tiền thì mình trang bị ghế chỉnh cơ nhé, và là ghế nỉ. Đấy, sàn nỉ thì nguyên bản rồi. Đấy, ghế nỉ này thì các bác thường thì sẽ bọc da lại, tránh cái mùi hôi. Đấy, trên vô lăng thì cũng khá là bất ngờ với cái bản Triton như này. Mình có một cái vô lăng nhựa giả da nhé, tuy nhiên thì cũng có giả vân carbon ở đây này. Đấy, cầm vào cũng khá là thích đấy. Có cruise control, đàm thoại rảnh tay. Đấy, điều chỉnh các thứ là mình đầy đủ rồi. Đấy, bên cánh cửa chỉnh gương chỉnh điện này. Có sấy nhé các bác nhé. Gương chỉnh điện, có chỉ thêu này, có da này. Đấy, đây là ốp nhựa giả vân carbon. Cũng rất là thẩm mỹ. Tuy nhiên thì nó vẫn có một cái gì đó rất Nhật, đúng không ạ? Đây, mình có phím chỉnh điều hòa cơ Nhật chưa các bác. Đấy, bao bền luôn. Bản này đã được trang bị màn hình rồi nhá. Đây, màn hình zin theo xe này các bác xem cam lùi, đúng không ạ? Tất nhiên thì trên bản này nó dùng phanh tay rồi, số tự động. Đấy. Bệ tì tay cũng rất là ok, rất rộng, đúng chất bán tải. Chìa khóa cơ nhé các bác nhé, cắm chìa nhé. Chưa có đèn nổ từ xa. Thì cái này các bác đây gạt vào trong ra ngoài này, đúng chất Nhật luôn, Mitsubishi này. Quá bền, không mà lo hỏng. Thì với phiên bản này các bác nên làm thêm những cái gì thì cơ bản là mình dán phim cách nhiệt, đúng không ạ? Trải sàn da ở dưới rồi, camera hành trình, bọc ghế da. Mình nếu mà mình thích thì có thể cắm bóc hoặc là thay nguyên một cái màn Android liền cam 360 kết hợp cam hành trình. Theo em thì đấy là một combo rất hợp lý cho các bác. Mẫu này thì chắc là phải nghiên cứu thêm một chút về mặt dưỡng, rắc cắm, đúng không ạ? Vì mới ra mắt mà. Bên Thái thì chắc là sản xuất bên Thái thì cái phụ kiện đồ chơi nó sẽ ra nhanh thôi. Đấy. Về cơ bản thì nội thất này em đánh giá nó cũng đã được cải tiến hơn so với phiên bản cũ khá nhiều rồi. Hàng ghế thứ hai đấy nhé các bác nhé. Hàng ghế thứ hai thì nó sẽ cố định chứ không ngả được như phiên bản trước. Phiên bản trước thì nhiều bác lựa chọn là vì nó ngả được. Hàng ghế thứ hai, nhưng mà đây thì cũng là ghế nỉ và cái độ dốc của nó sẽ là cố định. Đó, lót thùng cao su đây rồi. Thì 655 triệu chưa giảm giá. Tháng này các bác mua bên em hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ, trừ thẳng giá bán. Đâu đó vào khoảng 20 triệu. 1 năm bảo hiểm thân vỏ và phụ kiện theo xe. Hoàn thiện đâu đó vào khoảng chưa đến 700 triệu nhé. Thì mình có một mẫu bán tải rất phù hợp cho các công ty mua cày cuốc, các bác gia đình mua vừa đi lại vừa vụ công việc. Thì các anh chị có nhu cầu alo trực tiếp qua bên em. Xin chào và hẹn gặp lại trong những cái video tiếp theo.